Xin chào các bạn, những con ngựa đắt nhất trên thế giới có xu hướng là ngựa đua. Nếu một con ngựa nhanh có thể kiếm được hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu đô la tiền thưởng. Những yếu tố nào quyết định giá một con ngựa đắt tiền? Sự kết hợp của nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá của một con ngựa như giống, hiệu suất, tuổi, danh tiếng, tiềm năng, vị trí và thậm chí cả tên của người bán hoặc là môi giới ngựa. Thông thường, phả hệ của một con ngựa, đặc biệt là dòng dõi của một con ngựa đực, ảnh hưởng nhiều nhất đến số tiền một con ngựa sẽ mang lại. Đặc biệt, bạn sẽ thấy rất nhiều chú ngựa đắt tiền là hậu duệ của chú ngựa Norton Dancer, con ngựa giành chiến thắng trong trận đua Kentucky Derby. Đó cũng là con ngựa thành công nhất thế kỷ 20. Dưới đây là danh sách top 10 con ngựa đắt nhất từ trước đến nay. Đứng vị trí số 10, Jalin, 9,7 triệu đô la. Năm sinh 2004, chủ sở hữu Godolphin Stables. Jalin là giống Mỹ thuần chủng, được mua vào năm 2005 với giá là 9,7 triệu đô la. Con ngựa này là cháu của chú ngựa Norton Dancer và được nuôi bởi Stormcat. Các hậu duệ của anh ấy phần lớn không đặc biệt đáng chú ý về thành tích. Đứng vị trí số 9, Navy Dancer 10,2 triệu đô la. Sinh ngày 25 tháng 2 năm 1982, chủ sở hữu Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Con ngựa đua thuần chủng này đã làm nên lịch sử khi là con ngựa đầu tiên được bán với giá trên 10 triệu đô la. Giá mua thực tế là 10,2 triệu đô la. Tuy nhiên, chú ngựa này không bao giờ đua, mặc dù có gia phả ấn tượng là con trai của Norton Dancer. Nó được đồn thổi là có tốc độ cực kỳ chậm. Đứng vị trí số 8, Maiden City 11,7 triệu đô la. Năm sinh 2005, chủ sở hữu Sheikh Ahmed bin Mohammed Al Maktoum. Một con ngựa thuần chủng với một phả hệ đẹp có giá mua 11,7 triệu đô la. Maiden City đã giành chiến thắng trong cuộc đua thứ hai sau khi về thứ ba trong cuộc đua đầu tiên. Đứng vị trí số 7, Seattle Dancer 13,1 triệu đô la. Sinh ngày 22 tháng 4 năm 1984, qua đời ngày 2 tháng 6 năm 2007. Chủ sở hữu Stavros Niarchos và Sue Manier. Seattle Dancer là con ngựa thuần chủng có gốc gác rất gần với huyền thoại Norton Dancer. Trong một cuộc đấu giá diễn ra vào năm 1985, Seattle Dancer đã lập kỷ lục với mức giá 13,1 triệu đô la. Con ngựa này đã tham gia 5 cuộc đua và giành chiến thắng 2 trong số đó. Sau khi chia tay trường đua, Seattle Dancer đã trở thành ngựa giống được săn đón ở nhiều quốc gia. Con ngựa nổi tiếng này qua đời ở Đức sau một cơn đau tim khi chỉ mới 23 tuổi. Đứng vị trí số 6, Mullen Tortillas Toto, 9,5 triệu đô la đến 15 triệu đô la. Sinh năm 2000 tại Hà Lan, chủ sở hữu Paul Stockermel, Anne Karin, Lee Scherhoff. Đây là con ngựa trình diễn duy nhất được tìm thấy trong danh sách. Nó được cho là con ngựa mặc đẹp nhất thế giới đến ngày nay. Đứng vị trí số 5, Palobet de Holong, 15 triệu đô la. Palobet de Holong là con ngựa biểu diễn duy nhất nằm trong danh sách ngựa đắt giá nhất thế giới. Sánh ngang với các con ngựa đua nổi tiếng, Palobet thi đấu thành công ở các giải ngựa nhảy biểu diễn như là PSI European Championship, Achen Rolex Grand Prix. Nhắc đến Palobet, người hâm mộ sẽ nhớ về nữ vận động viên Janika Brunger. Cả hai đã gắn bó với nhau trong nhiều năm và gặt hái được nhiều thành công. Đứng ở vị trí số 4, The Green Monkey, 16 triệu đô la. Sinh ngày 4 tháng 2 năm 2004, được cho là có sự lãng phí số tiền lớn nhất từng được chi cho một con ngựa. Con ngựa này là một con ngựa đua thuần chủng của Mỹ, có nguồn gốc từ Norton Dancer và Secret. Chú ngựa này không có nhiều thành tích đáng kể và gần như không mang lại tiền thưởng nào. Con ngựa này chỉ mang về khoảng 10.000 đô la tiền thưởng. Thật không may, nó đã chết khi mới 14 tuổi do bị viêm màng não nghiêm trọng. Mức giá 16 triệu đô la là mức giá cao nhất từng được trả cho một con thuần chủng tại cuộc đấu giá công khai. Đứng vị trí số 3, Annihilator, 19 triệu đô la. Ngày sinh 12 tháng 10 năm 1999, chủ sở hữu Eddie Goodhouse và em Sakura. Annihilator sở hữu những phẩm chất của một con ngựa đua hàng đầu. Tuy nhiên, do Horses Hooves, con ngựa đua thuần chủng này chỉ mang về cho chủ sở hữu khoản tiền thưởng khá khiêm tốn, 3.000 đô la. Con cháu của Annihilator sau này cũng không được giới mê đua ngựa chú ý. Đứng vị trí số 2, Sarip Dancer, 40 triệu đô la. Sinh năm 1980, qua đời ngày 4 tháng 5 năm 1999. Sarip Dancer là ngựa chủng Mỹ, mang trong mình dòng máu của con ngựa đua thành công nhất thế kỷ 20, Norton Dancer. Sarip Dancer đã giành chiến thắng ở cả 3 cuộc đua và từng được công bố là ngựa chạy cự ly trung bình tốt nhất nước Anh năm 1983. Đứng vị trí số 1 là Fusaichi Pegasus, 70 triệu đô la.
sinh ngày 12 tháng 4 năm 1997. Phu Tracy là con ngựa được định giá đắt nhất lịch sử. Bên cạnh chiến thắng ở cuộc đua thường niên Kentucky Derby năm 2000, con ngựa sinh ngày 12 tháng 4 năm 1997 đã đánh bại mọi đối thủ trong 75 cuộc đua khác, đồng thời giành khoản tiền thưởng lên đến hàng triệu đô la. Với những thành tích này, Pusachi Pegasus được mệnh danh là huyền thoại của làng đua ngựa. Đua ngựa là một trong những môn thể thao lâu đời nhất thế giới và phát triển thành một ngành kinh doanh bạc tỷ. Các trường đua hợp pháp ở Anh, Mỹ hàng năm có thể đóng khoản thuế lên đến hàng trăm tỷ đô la. Vì vậy, những con ngựa đua, đặc biệt là ngựa thuần chủng, sẽ có giá trị rất cao. Ngoài gốc gác, sức mạnh, tốc độ, nhiều yếu tố ngoài chuyên môn như là nơi chăn nuôi, danh tiếng của ngựa, thậm chí là danh tiếng của người môi giới cũng có thể đẩy giá trị ngựa lên gấp nhiều lần. Nội dung hôm nay đến đây hết rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Và nội dung còn nhiều thiếu sót, mong các bạn đóng góp ý kiến thêm. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.